À đây rồi. Mọi người làm gì ở đây đấy ạ? Này, trông thế này lâu ra phết đấy. Được, chú được đấy. Anh ủng hộ chú. Ủng hộ cái gì ạ? Thôi, đừng giả nai. Cô chú phải mời hai bọn anh làm một bữa gọi là cảm ơn. Từ khi biết tin hai cú chú ở trong nhá, là bọn anh lập trạm vào đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho ai vào làm phiền. Một con ruồi cũng không qua được luôn nhá. Không ai làm phiền cô chú. Thấy không? Vâng, nhưng mà bọn em ở trong đấy sấy khăn mà. Thôi, đã mạnh dạn đến như thế rồi, ra đây còn ngượng ngùng cái gì? Hả? Mà không có ai kỳ thị đâu. Thấy không? Anh rất ủng hộ chú luôn. Đã. Không phải là kỳ thị, nhưng theo anh ấy thì cũng không nên làm việc đấy ở công ty. Ý anh là làm rơi khăn xuống bể bơi ạ? Thôi, đừng có diễn nữa. Thằng Thẹn ấy, nó kể với khắp trung tâm là cô chú làm cái trò người lớn ở trong phòng thay đồ ấy. Nó xấu hổ quá, nó phải bỏ chạy đấy. Mà này, thằng Thẹn nhà anh trông thế mà mau mồm mau miệng ra phết ấy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Gian nhà anh mà. Được, lấy trông thế mà khá. Không, không phải. Bọn em sấy khăn thật mà. Ôi, thôi, đừng có chối. Chuyện đấy có xấu gì đâu, hả? Chối làm cái gì? Này. Ra đây con. Đây. Ông đứng đây. Ông nói đi. Lúc nãy ông nhìn thấy hai cô chú này làm gì ở trong phòng thay đồ? Này, tại sao con lại đi nói với mọi người là cô chú làm chuyện người lớn hả? Thì con thấy thế còn gì? Đấy, thấy chưa? Trẻ con nó có nói dối bao giờ đâu. Nhưng mà con nói như thế nào? Ê, nói đi, mạnh dạn lên. Thì con chạy vào, thấy hai người đang đứng sát nhau và sấy tóc. Con hỏi cô chú đang làm gì? Hai người bảo đang làm việc người lớn rồi bảo con đi ra ngoài. Đấy, có thế thôi. Mà hai người cũng sồn sồn lên. Nhá, này, thì sấy tóc xong còn làm gì nữa không? Có chứ ạ. Đấy, nói luôn. Làm gì? Sấy khăn ạ. Đấy. Hay quá nhỉ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ống hớt cũng chả vào đâu rồi. Này ông Thẹn, lần sau ấy, cấm phao tin linh tinh đi nhá. Con có phao tin linh tinh gì đâu. Con chỉ nói sự thật trong sáng thôi mà. Đúng, ở đây chỉ có mỗi mình con ở trong sáng thôi. Còn bọn họ là trong tối hết. Sau này lớn lên đừng có giống bọn họ nhá. Đi. Mình cùng bên nhau mãi nhé người ơi. Cùng nhau đi qua đoạn đường tình yêu. Đừng vội chia tay, hãy giữ tay nhau thật chặt. Bình yên bên nhau mãi mãi người ơi. Điều em mơ ước mình đừng chia ly. Trái tim nhỏ bé này sẽ mãi thuộc về chia tay, hãy giữ tay nhau thật chặt. Bình yên bên nhau mãi mãi người ơi. Điều em mơ ước mình đừng chia ly. Trái tim nhỏ bé này sẽ mãi thuộc về ai. Trái tim nhỏ bé này sẽ mãi thuộc về ai.